mọi người thấy người háo hức ra chứ. Điện là lên hình đó hả? Phải quay cho thấy liêm. Chừng lên cái clip của lễ hội nữa. Anh có cần đại bản không? Sầu riêng này là chính hóa. Tên của nó là gì anh? Chính hóa. Chính hóa hả? Dạ. Chính hóa nha. Wow. Rồi anh em ăn thử. Ngon chứ? Ngon ha, sầu riêng chính hóa nha các bạn nha. Ngon quá trời ngon luôn hả? Ngon quá trời luôn á. À, cô này là cô mở hàng luôn nè, mở hàng cho Bình Lộc luôn nè. Rồi lấy chục ký cho cô. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chợ Việt TV. Hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Long Khánh. À đây là những cái viên đá rất là quen thuộc đối với bà con người dân tại thành phố Long Khánh này. Và bên cạnh đây đó chính là Hoàng Đức Plaza, trung tâm thương mại Hoàng Đức Plaza, và bên cạnh nữa đó chính là nhà thờ. Rồi, trước mặt chúng ta đây đó chính là khu phố đi bộ tượng đài chiến thắng thành phố Long Khánh. Và phía sau đây đó chính là lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Rồi hôm nay mình tới đây để mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan lễ hội trái cây Long Khánh. À, để xem đây hôm nay có cái gì đặc sắc nhá. Rồi thì lễ hội trái cây Long Khánh được khai mạc vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 và kết thúc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 nha mọi người, trong vòng 8 ngày, 9 ngày. Đây nha các bạn nha, lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Đó, từ ngày 15 tới ngày 23 tháng 6 năm 2023, thời gian mở cửa từ 8:30 cho đến 21 giờ. Địa điểm đó là công viên Bia Chiến Thắng Long Khánh, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vào cổng miễn phí. Rồi thì lễ hội trái cây Long Khánh là một trong những cái sự kiện diễn ra thường niên vào hàng năm, trừ những năm bị dịch thôi nha mọi người, bị dịch Covid hoành hành. Thì năm nay lễ hội trái cây Long Khánh diễn ra vào đúng cái mùa trái chín, những cái loại trái cây đặc sản của những cái địa phương vùng miền tại thành phố Long Khánh và những cái địa phương lân cận sẽ tham dự cái lễ hội năm nay. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một số những hình ảnh ở đây. Đây là quang cảnh của lễ hội trái cây Long Khánh nha các bạn. Đó thì công tác chuẩn bị hầu như đã xong xuôi hết rồi, chỉ chờ những cái đơn vị đưa những gian hàng vào đây để trưng bày và buôn bán ở đây thôi. Những cái gian hàng ở đây ngoài việc trưng bày cũng có buôn bán luôn nha mọi người, cũng vẫn có buôn bán nha. Chào anh. Hôm nay trực đây anh. Em ở đây chắc cũng khoảng độ đến nay là cũng. Ok, ở đây có cái gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu xã Bình Lộc các bạn ạ. Đó, ở đây những cái sản phẩm của xã Bình Lộc. Xã Bình Lộc là một trong những cái xã mà mình hôm bữa mình có làm một cái video cho các bạn xem về cái loại dâu đó các bạn. Đó, nằm cách thành phố Long Khánh khoảng chừng 5 cây số. Thì đây những cái gian hàng các bạn thấy trưng bày đẹp không? Chôm chôm này, sầu riêng. Đó rồi măng cụt, dâu. Rồi ở đây có mít tố nữ này. Rồi mít thái. Đó, các bạn có để ý đây, sầu riêng đây gồm hai loại nha các bạn nha. Đây. Cái này là sầu. Anh ơi, cái sầu riêng lúc nãy anh, cái sầu riêng xăm xăm này gọi là gì, sầu riêng gì vậy? À tha. Đây nè, trái to này. Chính hóa. À chính hóa, em quên mất tiêu. Cái loại này là chính hóa nha các bạn. Loại này là loại sầu riêng chính hóa. Rồi đây là ri sáu. Rồi măng cụt nè. Rồi mít thái. Có sầu riêng thái ở đây nha các bạn. Sầu riêng thái đi chôm chôm các loại. Rồi có thơm nè. Đây là những sản phẩm của xã mình luôn anh. À, xã Bình Lộc. Thì xã Bình Lộc em có quay một cái video ở trong rồi. Ở trong vườn dâu. Ở trong cách đây 5 cây. 5 cây quẹo vô tay trái đúng không? Vâng. À đâu? À đây. Em nhớ nè. Xã Bình Lộc là trong cua heo đi vô. À em quay trở Bình Lộc rồi. Dạ. Này là bòn bon. À mình nhớ rồi mọi người. Cái xã Bình Lộc là bữa mình có quay trở Bình Lộc cho các bạn xem đó. Là anh này là chủ tịch hội nông dân xã nha các bạn. Kinh nghiệm đầy mình đó. Rồi đây là sầu riêng chính hóa. Và đây là sầu riêng ri sáu. Đây chính hóa nha các bạn. Rồi tí nữa mình sẽ mời anh thử bổ trái sầu riêng. Lát nữa anh sẽ bổ trái sầu riêng ra thử để xem coi sầu riêng chính hóa. Anh tí nữa lát cái bổ trái sầu riêng này nha. Lát bổ trái sầu.
bộ trái sầu riêng ra rồi thử test coi trái sầu riêng nó như thế nào. Còn đây là chôm chôm Thái nè mọi người. Đây là sầu riêng chính hóa. À quên, sầu riêng sống. Mít tố nữ. Đó. Đây là một trong những gian hàng tiêu biểu của xã Bình Lộc. Thực sự là sao tự nhiên là mình coi lại có rất là có duyên với xã Bình Lộc các bạn ạ. Bởi vì mình quay rất là nhiều cái video của xã Bình Lộc rồi. À video mình đi lụm sầu riêng ở trong nhà vườn nhà anh Vũ nè. Rồi đi hái chôm chôm và hái măng cụt. Đây măng cụt xã Bình Lộc nha các bạn. À đây anh này là chủ tịch hội nông dân xã Bình Lộc. Rồi bây giờ thì để anh bổ trái sầu riêng ra để mình coi như thế nào nhé. Mọi người thấy người háo hức ra chứ. Lên lên thành nữa hả? Phải quay cho thấy liêm. Lên cái clip của lễ hội nữa. Sầu riêng này là chính hóa. Tên của nó là gì anh? Chính hóa. Chính hóa hả? Dạ. Chính hóa nha. Wow. Rồi anh em ăn thử. Trời ơi. Dày dở quá. Nè. Đây phường Bình Lộc chắc là phường đầu tiên đề ba khui trái cây ngay tại chỗ ha. Tại lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Anh Liên hả anh? Liên. Dạ. À, anh là chủ tịch nông dân xã Bình Lộc. Rồi mời anh em ăn đập muối ăn đi anh. Đập gì? Đào đập tên mời anh gì? Mời phó chủ tịch ủy ban nhân xã. Mời phó phòng chính hóa. Ở đây là toàn quan chức không á? Mời bà con dân nhé, mời xong rồi. Anh em anh đi. Không anh chị à, anh chị em nào ăn đi em làm miếng đi thử cho biết quá. Ngon không chị? Để thử cái gì ơi. Ngon chứ. Ngon ha, sầu riêng chính hóa nha các bạn nha. Hàng chính hóa luôn. Dạ. Cái này thành chính quá rồi. Hàng sầu riêng chính hóa nha các bạn. Ô con dao. Trái này là khoảng bao nhiêu ký anh nhỉ? Trái này khoảng bao nhiêu ký gì? Bao nhiêu gì? 8 ký thì phải. 8 ký hả? Trái này 8 ký. Liêm ơi, bỏ ra nữa Liêm. À, sầu riêng chính hóa nha các bạn nha. Đây. Đây là gian hàng của xã Bình Lộc, là xã đầu tiên đề ba khai mạc đề ba khui hàng tại chỗ, khui sầu riêng tại chỗ cho các cô chú anh chị đi tham quan. Anh đi. Em cảm ơn. Đây mình được test thử cái sầu riêng chính hóa nha các bạn. Ngon quá nè. Ngon không cô? Ngon không cô? Trời luôn. Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời ngon luôn hả? Luôn á. À, cô là người dân đi tham dự lễ hội hay sao cô? Mình là Long Khánh. Cô Long Khánh. Đây chị bỏ tiếp nè. Lên lấy cái dao lên. Đó, vậy giờ chị bỏ tiếp. Trái này khoảng 8 kg nha các bạn nha. Chàng muốn sao đây khui sớm chứ ta. Đó. Giật anh. Giật thì anh. Ăn thử cho biết cái này chính hóa hay sao. Chính hóa. Được. Cái gì? Nhiều ký ta? À cái này bao nhiêu một ký anh? Sầu riêng chính hóa này nhiêu ký ra? Bình thường là 10 lạng đó, biết nay sao? Dạ bình thường là 10 lạng ký đúng. Bình thường 10 lạng ký á, lễ hội chắc cũng 10 lạng ký à. À bình thường là 10 lạng là 1 ký, còn lễ hội chắc là 11 lạng ký đó. Còn ký mát lạng, 40 là 12 mà đúng không? Cái hộp chút xíu luôn. À đây con cho cái hộp. Ồ cái hộp chút xíu rồi các bạn nha. Đây là tại gian hàng của gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu xã Bình Lộc tại lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Không sao đâu em. Anh ơi. Rồi rốt cuộc là 10 lạng một ký hay là bao nhiêu một ký anh? 40 ký. 40 ngàn. Chính hóa là trưng bày hả? 50 hả? 50 ngàn một ký anh. À, cái loại này là 50 ngàn một ký nha các bạn. Đây của mình còn đây mình test thử cái. Cái nào cũng 50 ký nhỏ. Đỉnh cao thiệt, ngon thiệt các bạn ạ. Ngon, rất là ngon luôn. Ngon hột lép. Hay à. Cắt hắc luôn. Ngon như sầu riêng vậy luôn. Không, hình như cái này là tầm đường mới đúng á. Đây. Cô này là cô mở hàng luôn nè, mở hàng cho Bình Lộc luôn nè. Rồi lấy chục ký cho cô gì? Lấy luôn cho cô 30 ký đi.
Con nghe đồn là cô ở Xuân Bình đúng không? Xuân Bình đâu có chọc bụng bom đâu, chứ Bình Lộc này còn ngon rồi. Cô này ở Xuân Bình, cô ăn không có cái cây Bình Lộc nè. Đây nha các bạn nha, cái hộp sầu riêng chín hóa nè, 50 ngàn một ký nha các bạn. Nhưng mà thông thường là hàng này là không có hàng, cái này là hàng để trưng bày thôi. Trái vừa rồi bổ ra là khoảng 8 ký nha mọi người. Chín hóa, bác ơi, bác có thể chỉ con biết tại sao cách nhận biết chín hóa là như thế nào không bác? Dạ. Cái này đi 6. Này đi 6. Cái này đi 6 này chính quá nè. Đi 6 này chính quá nè. Rồi anh có thể chỉ anh có thể chỉ em cách phân biệt đi 6 với chính hóa nếu mà người không trong nghề á. Này á là nó cái gai phía ngoài cùng á là nó hơi đỏ đỏ chút xíu nè. Hơi đen chút xíu đúng không? Rồi đúng rồi. Còn cái thằng này là nó da nó sạm hơn. Cái này chia muối nhiều ha. Dạ, chia muối đây các bạn nhìn nè. Chia muối cái này là anh này là chủ tịch hội nông dân của xã Bình Lộc nha các bạn nha. Đây anh chị mình cách phân biệt cái ri 6 và chính hóa. Chính hóa chính ri 6 là cái đầu nó hơi bị nằm nạm tí nè. Hơi bị sạm sạm tí. Chính hóa. Còn chính hóa là da nó hơi sạm sạm một xíu. Giống như trái bí vậy, giống như trái bí đỏ vậy. Dạ, da nó sạm sạm giống như trái bí đỏ nhưng mà cái đầu nó không có sạm cái đầu. Còn của thằng ri 6 là sạm cái đầu như thế này. Đây là thằng Thái nè. Thái thì nó màu hàng thái thì như nó thâm hơn đúng không? Nó thâm hơn. Cái đầu nó dài nó thâm hơn nè. Thái bác. Thằng này hàng Thái nè các bạn nè. Thái nó eo quá. Nó eo hơn, nó không có được tròn như nó eo hơn hả anh? Thằng Thái nó eo hơn. Nhưng mà thằng Thái thì nó chín trễ lắm. Thằng Thái chính trễ. Đúng rồi, em nghe nói là thằng Thái khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu là vô vụ chính của nó đúng không anh? Bây giờ là bắt đầu rồi. Đi 6 rồi, giờ bây giờ. Hết đi 6 rồi tới thằng Thái đúng không? Đi 6 rồi. Đem luộc lên. Dạ dạ. Thái với em một số hình tổ. Dạ 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 dạ. Đây là chính hóa nha các bạn nha. Còn đây là ri 6 và cái Thái thì cái cuốn này như này nè, cái cuốn lên nó bị thâm dài hơn. Nhưng mà không sao, các bạn tới đây sẽ được các anh chị ở đây tư vấn và giá cả thì rất là vô tư thôi mọi người, rất là rẻ thôi. Tại vì thực sự là xã Bình Lộc là một trong những cái xã trồng sầu riêng, mình đã từng quay một cái vườn trái cây ở Bình Lộc cho các bạn xem rồi. Trồng sầu riêng cực kỳ nhiều luôn. Thì những cái gian hàng ở đây đa phần là bán theo giá bán sỉ luôn á các bạn, chứ không phải là giá ngoài chợ nữa đâu. Trái chính hóa đó. Dạ rồi, con dần biết được cái trái chính hóa rồi. Nó đều như trái bí đỏ vậy. Nó đều như trái bí đỏ nhưng mà cái da nó không sạm như da bí đỏ luôn. Đây nè, mình chỉ cho bạn xem là trái này trái chính hóa nè, trái bên cạnh là trái ri 6. Đó. Trái này cũng vậy nè, chính hóa nè. Cạnh là ri 6 đó. Không nhìn nữa. Da nó vàng hơn luôn bác. Cái mắt nó nở đều hơn. Dạ. Hội này không nở đều mà giống như cái bí. Dạ 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 rồi. Đấy, hôm nay lên đây sẽ mình đã tiếp thu được một số các kinh nghiệm ở đây. Cô chú anh chị được cực kỳ vui luôn các bạn ạ. Và đây là một trong những gian hàng đầu tiên tại lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Gian hàng của xã Bình Lộc nha các bạn nhé. Thì thông thường những cái gian hàng ở lễ hội trái cây đợt này là của các xã ở trong thành phố Long Khánh và một số các địa phương lân cận tới đây để tham gia triển lãm các hàng nông sản, đặc biệt là những cái loại trái cây. Và hôm nay xã Bình Lộc là một trong những xã đầu tiên. Bonbon này, bonbon Thái hay bonbon Việt anh? Bonbon Thái. Bonbon Thái thì là ngọt rồi. Việt Nam. Hôm nay em mới ngày hôm qua em mới đi qua em mới biết được một điều, tại vì bonbon này thường trồng người ta có phải bọc không anh nhỉ? Không phải bọc. Không phải bọc luôn hả? Rồi em cảm ơn anh. Tại vì hôm bữa có một ông anh ông chỉ là tí chấm đèn ăn ngon. Là phải bọc thì nó mới ngọt. Có đâu. Anh nào. Anh ăn thử đi. Dạ rồi. Ngọt. Đây bonbon. Nó bóng như vậy nè. Bóng như vậy mới ngon. Dạ. Mà nó đục trong ra, đục là không ngon. Vậy hả bác? Nó bóng như vậy ăn mới ngon. Dạ. Bóng láng rồi thấy không? Trong á, chứ mà còn đục là nó chua. Trong mà bóng mà nó còn đục là nó chua. Đục là nó chua hả bác? Mà cái vỏ nó càng mỏng càng ngọt. Vỏ càng mỏng càng ngọt. Cái vỏ nó càng mỏng càng ngọt. Dạ. Đó là kinh nghiệm thôi, mình
năm ngoái là nói chung là những cái gian hàng ở đây chiều ngày hôm nay thì chỉ có một số cái gian hàng mới ra trưng bày thôi nha mọi người, còn lại thì rất là nhiều những gian hàng khác thì để chờ ngày mai ngày mốt. À, thì cơ bản là có một số gian hàng chưa ra đầy đủ, các bạn chưa ra đầy đủ để mình có thể quay tất tần tật cái không gian chung của cái lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023. Thì để ngày mai khi mà đầy đủ các gian hàng rồi mình sẽ quay tất tần tật những cái sản phẩm ở đây cho các bạn xem nhé. Vừa rồi thì các bạn vừa xem một số những hình ảnh loại trái cây của xã Bình Lộc, một trong những cái xã mà mình hôm bữa giờ mình quay rất là nhiều ở đây. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo về lễ hội trái cây Long Khánh năm 2023 nha. Trời, quang cảnh Long Khánh và về đêm cực kỳ đẹp mọi người.